Rốt cuộc thì cuộc sống là gì? Trích trong Cuộc đời phía trước, tìm hiểu và nghiên cứu ý nghĩa cuộc đời. Tác giả Krishnamurti. Trong khi chúng ta còn rất trẻ, hầu hết mọi người đều bị tác động mạnh bởi những xung đột trong cuộc sống, bởi những lo lắng, bởi những niềm vui thoáng qua, bởi những bệnh tật, bởi nỗi lo sợ về cái chết. Thật may mắn là khi chúng ta còn trẻ thì hầu hết mọi người đều vẫn chưa cần phải bước vào đấu trường của cuộc sống. Nhưng khi chúng ta lớn lên thì những khó khăn, rắc rối, những lo toan, những đau khổ, những hoài nghi, những tranh đấu ngoại vi lẫn nội tại, tất cả đều bắt đầu tập trung vào chúng ta. Khi đó chúng ta bắt đầu muốn khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta muốn biết rốt cuộc thì cuộc sống là gì. Chúng ta băn khoăn về những xung đột, những đau khổ, những nghèo đói và những bệnh tật. Chúng ta muốn biết tại sao một số người lại có nơi trú ngụ tốt trong khi một số người khác lại không. Tại sao một số người lại khỏe mạnh, thông minh, tài ba trong khi một số người khác lại không. Và nếu chúng ta dễ dàng chấp nhận, chúng ta sẽ nhanh chóng bị mắc kẹt bởi một số giả thuyết nào đó, bởi một số học thuyết hoặc niềm tin nào đó. Chúng ta tìm được một câu trả lời, nhưng đó không bao giờ là câu trả lời xác thực. Chúng ta nhận thấy rằng cuộc sống này xấu xí, đau khổ, buồn phiền, và chúng ta bắt tay vào việc tìm hiểu. Nhưng vì chúng ta không đủ tự tin, không đủ khả năng tự lực, không đủ nhiệt huyết, không đủ sáng suốt, không đủ trong trắng để có thể khám phá được câu trả lời này, nên chúng ta nhanh chóng bị mắc kẹt trong mạng lưới những học thuyết, những niềm tin, những suy đoán giải thích nhằm thỏa mãn sự hài lòng của chúng ta. Dần dần các niềm tin giáo lý trong chúng ta bắt đầu bén rễ và không thể di dời được, bởi vì phía sau chúng là một nỗi lo sợ không ngừng về những điều không biết. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào nỗi lo sợ đó. Chúng ta trốn chạy khỏi nó và tìm sự nương tựa nơi những đức tin. Và khi chúng ta khảo sát những đức tin này, Ấn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta là nguyên nhân chia cắt con người. Mỗi bộ giáo lý và đức tin đều kèm theo vô số những nghi lễ, vô số những gò ép khác nhau. Chúng bó buộc tâm hồn và ngăn cách phân chia giữa người này với người khác. Thế nên chúng ta bắt tay vào tìm hiểu xem sự thật là gì, đâu là ý nghĩa của tất cả những bất hạnh, những tranh đấu, những đau đớn này. Và chúng ta kết thúc quá trình tìm hiểu này bằng các đức tin, các nghi lễ và các giáo điều. Chúng ta không tự lực, chúng ta không nhiệt huyết, chúng ta cũng không đủ trong trắng để đẩy lùi những đức tin này sang bên nhằm tìm hiểu sự thật. Thế nên đức tin bắt đầu vận hành như một nhân tố tạo ra những thối nát mục ruỗng trong đời sống của chúng ta. Đức tin tạo ra những hư hỏng bởi vì phía sau đức tin và những lý tưởng đạo đức luôn tiềm ẩn tôi, cái tôi. Cái tôi này liên tục phát triển ngày một to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta nghĩ rằng niềm tin vào Chúa Trời là một tín ngưỡng. Chúng ta xem việc có đức tin đồng nghĩa với việc mộ đạo. Nếu bạn không tin, bạn sẽ bị xã hội xem là một người không có đức tin và bị chỉ trích. Xã hội này chỉ trích những ai không tin vào Chúa Trời, và xã hội khác lại chỉ trích những ai tin vào Chúa Trời. Cả hai xã hội này đều giống nhau. Thế nên tín ngưỡng trở thành một vấn đề thuộc về đức tin, và đức tin vận hành như một rào chắn trong tâm hồn. Khi đó, tâm hồn không bao giờ có thể tự do được cả. Nhưng chỉ khi nào bạn thực sự được tự do thì bạn mới có thể khám phá được sự thật là gì, Chúa Trời là gì. Chứ không phải qua bất kỳ một đức tin nào cả, bởi vì đức tin của bạn phản ảnh những gì bạn tin rằng Chúa Trời phải là, phản ảnh những gì bạn tin rằng sự thật phải là. Nếu bạn tin rằng Chúa Trời là tình yêu,
Chúa Trời là điều tốt, Chúa Trời là thế này hoặc thế nọ, thì chính đức tin của bạn sẽ ngăn cản bạn, khiến bạn không thể tìm hiểu, khám phá được sự thật Chúa Trời là gì. Nhưng bạn biết không, bạn muốn quên đi chính mình trong một đức tin nào đó. Bạn muốn hy sinh chính mình vì đức tin. Bạn muốn ganh đua cùng người khác. Bạn muốn lánh xa những xung đột bất tận trong lòng mình và theo đuổi đức hạnh. Cuộc sống của bạn là một chuỗi dài những tranh đấu, mà trong đó những ưu phiền, đau khổ, tham vọng, niềm vui ngắn ngủi, niềm hạnh phúc tạm thời đến rồi lại đi. Thế nên tâm hồn muốn một cái gì đó to lớn hơn để nó bám chặt vào, muốn một cái gì đó vượt qua khỏi chính nó để nó có thể hòa mình vào. Một cái gì đó mà tâm hồn gọi là Chúa Trời, chân lý, và nó tự hòa mình vào hình ảnh này qua đức tin, qua các nghi lễ xưng tội, qua các quá trình giải thích duy lý, qua các hình thức kỷ luật khác nhau và qua lý tưởng đạo đức. Nhưng một cái gì đó này vẫn luôn là một phần của tôi. Nó được tạo ra bởi tâm hồn với khát vọng muốn trốn chạy khỏi những bối rối của cuộc sống. Chúng ta tự hòa mình cùng tổ quốc của mình, Ấn Độ, Anh Quốc, Đức, Mỹ. Bạn tự nghĩ rằng mình là một người Hồi giáo. Tại sao vậy? Tại sao bạn lại xem mình là một người Ấn Độ? Bạn đã bao giờ tìm hiểu vấn đề này chưa? Bạn đã bao giờ vượt qua khỏi những ngôn từ trói chặt tâm hồn mình chưa? Khi bạn sống trong một thành phố nhỏ hoặc lớn, sống một đời sống gắn liền với những xung đột và tranh chấp liên tục, bất mãn, buồn chán, khi ấy bạn tự hòa mình cùng một quốc gia được gọi là Ấn Độ. Điều này giúp bạn cảm thấy mình to lớn hơn, quan trọng hơn, hài lòng hơn. Thế nên bạn nói, tôi là một người Ấn Độ. Và vì lý do này, bạn sẵn sàng giết chóc, bạn sẵn sàng hy sinh hoặc chấp nhận thương tích vì đất nước của mình. Tương tự như thế, vì bạn luôn nhỏ nhoi, tầm thường, bạn luôn sống trong chuỗi dài đấu tranh với chính mình và với người khác, bởi vì bạn luôn bối rối, đau khổ, bất an. Bởi vì bạn biết rằng cái chết luôn chờ đợi bạn, nên bạn tự hòa mình với một cái gì đó bao la hơn, to tát hơn, ý nghĩa hơn, với những gì bạn gọi là Chúa Trời. Sự hòa mình này, sự hòa mình với những gì bạn gọi là Chúa Trời, giúp bạn có cảm giác rằng mình là người quan trọng hơn. Bạn cảm thấy vui hơn. Thế nên sự hòa mình cùng một đối tượng nào đó là một quá trình khuếch trương chính mình. Nó vẫn luôn là cuộc tranh đấu của tôi, cái tôi. Tín ngưỡng, như chúng ta thường biết đến, là một chuỗi những niềm tin, những học thuyết, những giáo điều, những mê tín. Nó là sự tôn sùng những thần tượng, những bùa mê, và chúng ta nghĩ rằng tất cả những thứ này sẽ đưa chúng ta đến với đích đến cuối cùng nào đó. Đích đến này là hình chiếu của chính chúng ta. Nó là những gì chúng ta muốn có. Nó là những gì chúng ta nghĩ rằng sẽ giúp chúng ta vui. Nó là những gì chúng ta nghĩ rằng sẽ mang lại sự đảm bảo rằng chúng ta sẽ tránh xa được cái chết. Khi bị mắc kẹt trong khao khát muốn có những điều chắc chắn này, tâm hồn tạo ra một tín ngưỡng tập hợp những giáo lý, những thầy tu, những thần tượng, và nó bị giam hãm ở đó. Đó là tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng chỉ là việc tham gia rèn luyện phẩm hạnh thôi sao? Bạn biết không, tín ngưỡng luôn dễ dàng so sánh nhằm có được phẩm hạnh, nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Bạn có thể bước theo một hệ thống tín ngưỡng nào đó, nhưng phía sau tín ngưỡng đó luôn thấp thoáng hình bóng của một cái tôi hung hãn, tham lam, ganh ghét, lo sợ. Và đó là tín ngưỡng sao? Bạn cần phải khám phá xem sự thật là gì, bởi vì đó là những gì thực sự quan trọng. Điều quan trọng không phải là việc bạn giàu hay nghèo, bạn có vui vẻ kết hôn và sinh con đẻ cái hay không, vì tất cả những thứ này rồi đây sẽ kết thúc và cái chết luôn luôn xuất hiện. Thế nên bạn cần phải đẩy lùi mọi niềm tin. Bạn phải sẵn sàng
tự tin, tiên phong trong việc khám phá cho chính mình xem sự thật là gì, Chúa Trời là gì. Đức tin sẽ không giải phóng được tâm hồn bạn. Đức tin chỉ gây phiền nhiễu, gò ép, làm tối tâm hồn bạn. Tâm hồn chỉ có thể tự do qua nhiệt huyết của nó, qua sự tự tin của nó. Chắc chắn là một trong số những chức năng cần thiết của nền giáo dục là phải giúp từng học sinh thoát ra khỏi mọi hình thức của đức tin, mọi khuôn mẫu gò ép. Một người mộ đạo đúng nghĩa là một người liên tục tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm trực tiếp xem Chúa Trời là gì, sự thật là gì. Sự trải nghiệm trực tiếp đó không bao giờ có thể xuất hiện qua bất kỳ một niềm tin nào, qua bất kỳ một giáo lý nào, qua bất kỳ một hành vi thờ phượng nào. Một tâm hồn thực sự mộ đạo là một tâm hồn luôn tự do, thoát ra khỏi mọi giáo điều. Bạn trong vai trò một cá nhân, khi bạn lớn lên và sống trong cuộc sống này, bạn có thể liên tục từng giây từng phút khám phá và khám phá, và nhờ đó bạn mới có khả năng được thực sự tự do. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng sự tự do thoát ra khỏi vật chất ngoại thân là bước đầu tiên hướng đến một đời sống tín ngưỡng. Không phải thế đâu. Đó là một trong những việc dễ dàng nhất. Bước đầu tiên phải là tự do trong suy nghĩ, suy nghĩ một cách hoàn toàn và độc lập. Điều này có nghĩa là tâm hồn bạn không hề bị cản trở bởi bất kỳ niềm tin nào, không hề bị vặn vẹo bởi bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhờ đó, bạn có thể là một con người hoàn toàn, có khả năng tự lực và tiên phong. Chỉ khi đó, tâm hồn bạn mới có thể khám phá được Chúa Trời là gì. Người chất vấn: sự phục tùng là gì? Chúng ta có nên phục tùng một mệnh lệnh nào đó ngay cả khi chúng ta hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó? Krishnamurti: đó không phải là những gì hầu hết mọi người chúng ta đều thực hiện sao? Cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn thường nói hãy làm điều này. Họ nói một cách nhã nhặn, hoặc họ nói trong khi trong tay đang cầm một chiếc gậy, và bởi vì chúng ta sợ họ nên chúng ta phục tùng họ. Đó cũng là những gì chính phủ, những gì quân đội thường áp đặt lên chúng ta. Chúng ta được huấn luyện từ nhỏ rằng chúng ta cần phải tuân lệnh, bất kể mệnh lệnh đó là gì. Cha mẹ chúng ta càng tỏ rõ quyền lực, chính phủ càng tỏ rõ uy quyền, thì chúng ta càng bị cưỡng bách, càng bị định hình ngay từ những năm tuổi đầu tiên. Và chúng ta tuân thủ mà hoàn toàn chẳng hiểu rằng tại sao chúng ta phải thực hiện những gì được người khác ra lệnh. Chúng ta cũng được người khác bảo rằng nên suy nghĩ những gì. Chúng ta chưa bao giờ được dạy dỗ hoặc giúp đỡ rằng mình nên suy nghĩ như thế nào, nên khám phá ra sao. Chúng ta chỉ được yêu cầu là phải tuân lệnh và tuân lệnh. Các mục sư nói cho chúng ta biết tín ngưỡng là gì, và nỗi lo sợ trong lòng chúng ta thúc đẩy chúng ta phải tuân theo, bởi vì nếu chúng ta không tuân theo thì chúng ta sẽ bị bối rối, chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng. Thế nên chúng ta tuân theo, bởi vì chúng ta quá nhẹ dạ, quá khinh suất, không biết suy nghĩ. Chúng ta không muốn suy nghĩ, bởi vì việc suy nghĩ khiến chúng ta bối rối. Khi suy nghĩ, chúng ta phải đặt câu hỏi, tìm hiểu, chúng ta phải tự mình khám phá. Và người lớn không muốn chúng ta khám phá. Họ không có kiên nhẫn để lắng nghe những câu hỏi của chúng ta. Họ quá bận rộn với những tranh chấp của mình, với những tham vọng của mình, với những định kiến của mình, với những điều nên làm và không nên làm. Chúng ta, những người còn trẻ, lại sợ lạc đường, bởi vì chúng ta muốn được ngưỡng mộ, muốn được kính trọng. Không phải tất cả chúng ta đều muốn mặc các loại quần áo giống nhau sao? Đều muốn trông giống nhau sao? Chúng ta không muốn bất kỳ một thứ gì khác biệt cả. Chúng ta không muốn suy nghĩ độc lập. Chúng ta không muốn tách rời, bởi vì điều đó khiến chúng ta bối rối, khiến chúng ta lạc lõng. Thế nên chúng ta gia nhập vào đội nhóm, hội đoàn. Dù chúng ta đang ở độ tuổi nào, hầu hết mọi người chúng ta đều tuân thủ, theo đuôi, sao chép, bởi vì trong lòng chúng ta luôn sợ hãi, luôn lo sợ về những bất trắc, về những điều không chắc chắn, về những điều chưa biết. Chúng ta muốn được chắc chắn, chúng ta muốn được an toàn, cả về tài chính lẫn phẩm hạnh. Chúng ta muốn được tán dương, muốn được ca ngợi.
chúng ta muốn có địa vị an toàn. Chúng ta muốn được đảm bảo và không muốn phải đối mặt với những khó khăn, rắc rối, đau đớn, ưu phiền. Chính những lo sợ thuộc hữu thức hoặc vô thức là nguyên nhân khiến chúng ta phải tuân thủ, phải phục tùng theo các nhà lãnh đạo, các mục sư, chính phủ. Chính nỗi lo sợ về việc bị trừng phạt đã ngăn cản chúng ta trong việc gây hại cho người khác. Thế nên, phía sau tất cả mọi hành vi của chúng ta, phía sau những tham vọng của chúng ta, luôn tiềm ẩn khao khát muốn được an toàn, muốn được chắc chắn. Nếu chúng ta không tự do thoát ra được những lo sợ, thì việc tuân thủ gần như chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng là chúng ta cần ý thức rõ nỗi lo sợ này, quan sát cách vận hành của nó. Chỉ khi chúng ta thoát ra được những lo sợ thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được sự thật là gì, tình yêu là gì. Sống sáng suốt. Khi chúng ta lớn lên và rời khỏi trường sau khi nhận được những gì gọi là sự giáo dục, chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. Chúng ta phải chọn ngành nghề nào để có thể sống đời hạnh phúc. Chúng ta phải chọn ngành nghề nào để về sau mình không bóc lột hoặc độc ác với người khác. Chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề đau khổ, bệnh tật, chết chóc. Chúng ta phải hiểu được sự nghèo đói, tình trạng bùng nổ dân số, giới tính, đau đớn, hài lòng. Chúng ta phải đối mặt với những bối rối, xáo trộn và mâu thuẫn trong cuộc sống, những tranh chấp giữa người và người, những xung đột ngoại vi và nội tại. Chúng ta phải hiểu được tham vọng, chiến tranh, tinh thần quân đội và những gì được gọi là sự hòa bình. Đây là yếu tố quan trọng hơn chúng ta tưởng. Chúng ta phải thấu đáo được ý nghĩa của tin tưởng. Tín ngưỡng không phải chỉ là sự xét đoán và tôn sùng những hình tượng. Chúng ta cũng phải thấu đáo một yếu tố rất tinh vi và lạ thường, đó là tình yêu. Chúng ta phải nhạy cảm với vẻ đẹp trong cuộc sống, với hình ảnh một chú chim đang bay và cả với những người ăn mày, với những thiếu thốn của người nghèo, những tòa nhà bẩn thỉu mà người ta đã dựng lên, kể cả những đền đài. Chúng ta phải đối mặt với tất cả những thứ này. Chúng ta phải đối mặt với việc nên theo chân ai, không nên theo chân ai, và liệu chúng ta có nên theo chân một người nào đó hay hoàn toàn không nên theo chân bất cứ ai cả. Hầu hết chúng ta đều quan tâm tới việc tạo ra một vài thay đổi nho nhỏ đây đó, và chúng ta cảm thấy hài lòng với những thay đổi nho nhỏ đó. Chúng ta càng lớn thêm, chúng ta càng không muốn thay đổi, bởi vì chúng ta sợ. Chúng ta không dám nghĩ đến một sự thay đổi hoàn toàn. Chúng ta chỉ dám nghĩ đến những thay đổi nho nhỏ, vặt vãnh mà thôi. Nếu bạn quan sát kỹ điều này, bạn sẽ nhận thấy rằng những thay đổi nho nhỏ vặt vãnh thực ra chẳng tạo nên bất kỳ một thay đổi nào cả. Nó không phải là một cuộc cải tổ cơ bản, mà chỉ là sự liên tiến của những gì đã có. Bạn phải đối mặt với tất cả những thứ này, từ niềm vui và đau khổ của chính mình cho đến niềm vui và đau khổ của mọi người, từ những tham vọng của chính mình cho đến những tham vọng của mọi người. Bạn phải đối mặt với sự cạnh tranh ganh đua, với những thối nát trong chính mình và trong mọi người, sự thối nát trong tâm hồn, sự trống rỗng trong con tim. Bạn phải biết tất cả những thứ này. Bạn phải đối mặt và tìm hiểu nó cho chính mình. Nhưng đáng tiếc là bạn vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Chúng ta hiểu được điều gì khi chúng ta rời khỏi trường? Có thể chúng ta đã tích lũy được một ít kiến thức nào đó, nhưng chúng ta vẫn mờ mịt, vẫn trống rỗng, vẫn nông cạn. Việc học hành của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta và thầy cô giáo của mình, tất cả đều không giúp chúng ta thấu hiểu được những vấn đề rất phức tạp này của đời sống. Các thầy cô giáo của chúng ta luôn sợ hãi, và chúng ta cũng luôn sợ hãi. Đó là vấn đề của nhân loại chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta và thầy cô giáo là phải tìm hiểu, khám phá thế giới này một cách chín chắn,
không sợ hãi. Nhờ đó, chúng ta mới có thể đối mặt với cuộc sống một cách sáng suốt, một cách khôn ngoan được. Vậy thì, điều quan trọng dường như là chúng ta cần phải tìm ra câu trả lời cho tất cả những vấn đề phức tạp này, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Tất cả những gì bạn có thể làm là bạn cần phải đối mặt với những khó khăn này một cách sáng suốt. Xin hãy hiểu điều này. Theo bản năng của mình, bạn luôn muốn một câu trả lời. Không phải thế sao? Bạn nghĩ rằng qua việc đọc sách, qua việc theo chân một người nào đó, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả những khó khăn phức tạp này trong cuộc sống. Bạn sẽ tìm đến các đức tin, các học thuyết, nhưng đó không phải là câu trả lời, bởi vì tất cả những khó khăn rắc rối này đều được tạo ra bởi những con người giống như bạn. Những nhẫn tâm, những đói kém, những ác tâm, những dơ bẩn, những thối nát đã được tạo ra bởi con người. Và để có thể tạo ra sự thay đổi cơ bản, tạo ra một cuộc cách mạng hoàn toàn, thì bạn cần phải thấu hiểu được tâm hồn và con tim của nhân loại. Bạn có thể tìm hiểu điều này ở chính mình, bởi vì bạn cũng là một con người giống như bao người khác. Việc chỉ tìm kiếm câu trả lời từ sách vở, hoặc việc hòa mình vào một hệ thống kinh tế, chính trị nào đó, hoặc việc tham gia một số nghi lễ, tín ngưỡng ngớ ngẩn nào đó, chẳng giúp bạn thấu hiểu được những khó khăn rắc rối này của nhân loại. Vì những khó khăn rắc rối này đã được tạo ra bởi bạn và bởi những con người giống như bạn. Để thấu hiểu được những khó khăn rắc rối này, bạn cần phải thấu hiểu chính bản thân mình. Tìm hiểu chính mình qua từng giây, từng phút, qua từng ngày, từng năm. Để có thể làm được điều này, bạn cần phải có sự sáng suốt, tình yêu và kiên nhẫn. Vậy nên bạn cần phải tìm hiểu xem sự sáng suốt là gì, không phải vậy sao? Tất cả các bạn đều sử dụng từ ngữ này một cách thoải mái, nhưng việc nói về sự sáng suốt không bao giờ giúp bạn trở nên sáng suốt được. Các chính trị gia liên tục lặp đi lặp lại những từ ngữ chẳng hạn như sáng suốt, hợp nhất, đoàn kết, nền văn minh mới, thế giới đại đồng. Nhưng chúng chỉ là những ngôn từ với rất ít ý nghĩa. Thế nên bạn đừng sử dụng từ ngữ mà không ý thức được rằng chúng vốn chẳng có chút ý nghĩa gì to lớn cả. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xem sự sáng suốt là gì. Không chỉ tìm kiếm định nghĩa về nó không thôi, bạn có thể tìm được định nghĩa về nó trong từ điển. Chúng ta phải thật sự biết về nó, cảm nhận được nó, thấu hiểu về nó. Vì nếu chúng ta có được sự sáng suốt đó, nó sẽ giúp mỗi người chúng ta, khi chúng ta lớn lên, đối mặt với những khó khăn to lớn trong đời này. Và khi không có được sự sáng suốt đó, thì dù chúng ta có đọc bao nhiêu chăng nữa, dù chúng ta có học tập bao nhiêu chăng nữa, dù chúng ta có trau dồi tích lũy kiến thức bao nhiêu chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào tạo ra được những thay đổi thực sự. Chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc trường tồn. Vậy thì, sự sáng suốt có nghĩa gì? Tôi sẽ tìm hiểu xem nó có nghĩa là gì. Có lẽ, đối với một vài bạn, việc này xem ra khá khó khăn. Nhưng xin các bạn đừng quá quan tâm đến từ ngữ mà tôi vận dụng, mà các bạn hãy cố gắng cảm nhận nội dung mà tôi sắp sửa nói đây. Các bạn hãy cố gắng cảm nhận được phẩm chất của sự sáng suốt. Nếu bạn cảm nhận được nó, rồi đây, khi bạn lớn lên, bạn sẽ càng nhận thấy được rõ ý nghĩa của những gì tôi đã và đang nói. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng sự sáng suốt là sản phẩm của quá trình trau dồi kiến thức, thông tin và kinh nghiệm. Qua việc gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ có được khả năng đối mặt với cuộc sống với sự sáng suốt. Nhưng cuộc sống là một cái gì đó rất phi thường, rất bao la. Nó không bao giờ tĩnh tại, giống như một dòng sông. Nó liên tục chảy, không bao giờ dừng lại. Chúng ta nghĩ rằng qua việc tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, nhiều phẩm hạnh, nhiều của cải, chúng ta sẽ trở nên sáng suốt. Đó là lý do tại sao chúng ta lại tỏ ra tôn trọng, ngưỡng mộ những ai có nhiều kiến thức,
những học giả và cả những người giàu có về tiền của, vật chất và những người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng sự sáng suốt có thể nào là sản phẩm của việc có nhiều hơn nữa không? Điều gì ẩn phía sau quá trình tìm kiếm nhằm càng ngày càng có nhiều hơn nữa và hơn nữa? Khi chúng ta liên tục muốn có nhiều hơn nữa, chúng ta chỉ quan tâm đến việc tích lũy chất chồng mà thôi. Không phải vậy sao? Vậy thì, điều gì xảy ra khi bạn liên tục tích lũy chất chồng kiến thức, kinh nghiệm? Khi nào chúng ta còn vận dụng tâm hồn như một công cụ nhằm thu gom nhặt nhạnh? Khi đó, chúng ta vẫn không thể thực sự trải nghiệm được vấn đề. Làm sao bạn có thể sẵn sàng trải nghiệm trong khi bạn chỉ chăm chăm nghĩ đến việc tìm kiếm một cái gì đó từ trải nghiệm đó? Khi bạn chỉ chăm chăm muốn có được nhiều hơn nữa. Thế nên một người chỉ chăm chăm thu gom, tích lũy, một người luôn tham lam muốn có ngày càng nhiều thêm nữa, anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm được cuộc sống trong sự sáng suốt được. Chỉ khi tâm hồn không còn quan tâm đến việc có nhiều hơn nữa, nó mới có thể trở nên sáng suốt được. Khi tâm hồn chỉ quan tâm đến việc có nhiều hơn nữa, thì mỗi kinh nghiệm mà nó tích lũy được cũng chỉ góp phần làm vững chắc thêm bức tường bao bọc quanh cái tôi của nó mà thôi. Bao bọc tính vị kỷ trong vai trò là tâm điểm tạo ra mọi xung đột mà thôi. Xin hãy suy nghĩ về điều này. Bạn nghĩ rằng kinh nghiệm giúp giải thoát tâm hồn, nhưng không đâu. Khi nào tâm hồn bạn còn quan tâm đến việc tích lũy, còn quan tâm đến việc có nhiều hơn nữa, thì khi đó mỗi kinh nghiệm bạn có được cũng chỉ củng cố thêm cho tính vị kỷ của bạn mà thôi. Sự sáng suốt chỉ xuất hiện khi bạn thực sự tự do, thoát ra được vòng vây của cái tôi. Sự sáng suốt là sự tự do thoát ra khỏi áp lực của thời gian. Không phải vậy sao? Bởi vì mong muốn có nhiều hơn nữa, ngụ ý muốn nói đến thời gian. Và khi nào mong muốn này còn tồn tại trong tâm hồn, thì khi đó tâm hồn vẫn là kết quả của thời gian. Thế nên sự tích lũy chất chồng hoàn toàn không phải là sự sáng suốt. Sự thấu hiểu toàn bộ quá trình này chính là sự tự biết mình. Khi người ta tự biết mình, tự biết sự thật về chính mình, thì chính từ sự tự biết này sẽ nảy sinh sự sáng suốt có thể đối mặt với đời sống. Và sự sáng suốt đó luôn mang tính sáng tạo. Bạn hãy quan sát cuộc sống của chính mình xem. Nó mờ đục, ngu muội, hạn hẹp biết bao, bởi vì bạn không hề sáng tạo. Khi bạn lớn lên, bạn có thể sinh con cái, nhưng đó không phải là sự sáng tạo. Cả cuộc đời của bạn là một chuỗi đơn điệu, hoàn toàn chán nản. Cuộc sống của bạn bị bao quanh bởi những lo sợ, vì thế trong bạn luôn bị đè nén và bạn chỉ biết bắt chước, theo đuôi. Bạn không biết sáng tạo là gì. Khi nói đến sự sáng tạo, tôi không có ý muốn nói đến việc vẽ tranh, viết thơ hay khả năng ca hát gì cả. Tôi có ý muốn nói đến bản chất sâu sắc hơn của sự sáng tạo. Nó là một nguồn vô hạn, là một dòng chảy bất tận và nó chỉ có thể xuất hiện qua sự sáng suốt. Dòng chảy này không chịu ảnh hưởng bởi thời gian, nhưng tâm hồn không bao giờ có thể tìm được những gì vượt qua được giới hạn của thời gian nếu nó luôn là trung tâm điểm của cái tôi, của một đối tượng liên tục đòi hỏi có nhiều hơn nữa. Khi bạn thấu hiểu được tất cả những việc này, không chỉ thấu hiểu qua lời nói mà là thấu hiểu một cách sâu sắc, thì bạn sẽ nhận thấy rằng với một sự sáng suốt như thế, với một trí năng toàn thức như thế, bạn mới có được sự sáng tạo thực sự. Sự sáng tạo này không thể có được qua việc tiên đoán hoặc chiêm nghiệm. Bạn sẽ không bao giờ có được sự sáng suốt này qua các bài luyện tập thiền định, qua các lời cầu nguyện muốn được nhiều hơn hoặc muốn trốn chạy. Khi bạn thấu hiểu được tất cả những việc này, thì trong bạn sẽ xuất hiện một trạng thái gọi là tình yêu. Tình yêu đó chính là sự sáng suốt, chính là một trí năng toàn thức. Nó đem đến sự sáng tạo không chịu ảnh hưởng bởi thời gian. Người chất vấn: xã hội này được đặt trên nền tảng là sự phụ thuộc tương hỗ của chúng ta.
bác sĩ phải phụ thuộc vào nông dân và nông dân phải phụ thuộc vào bác sĩ. Vậy thì làm sao một người có thể hoàn toàn độc lập được? Trinamati. Cuộc sống là một chuỗi các mối quan hệ. Thậm chí một thầy tu khổ hạnh cũng có mối quan hệ. Ông ta có thể từ bỏ thế giới này, nhưng ông ta vẫn liên hệ với thế giới. Chúng ta không thể thoát ra khỏi mối quan hệ. Đối với hầu hết chúng ta, mối quan hệ là một nguồn tạo ra xung đột. Trong mối quan hệ luôn tồn tại những lo sợ, bởi vì trong tâm lý chúng ta luôn phụ thuộc vào người khác, hoặc chồng mình, hoặc vợ mình, hoặc cha mẹ mình, hoặc bạn bè mình. Mối quan hệ không những xuất hiện giữa một người và cha mẹ của người đó, giữa một người và con cái của người đó, mà còn giữa người đó với thầy cô giáo của người đó, với đầu bếp, với người phục vụ, với chính phủ và toàn thể xã hội này. Nếu chúng ta không thấu hiểu được mối quan hệ này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự do thoát ra khỏi sự phụ thuộc về tâm lý. Chính sự phụ thuộc này sẽ tạo ra những lo sợ và sự bóc lột lợi dụng. Sự tự do chỉ xuất hiện qua sự sáng suốt. Không có sự sáng suốt thì việc tìm kiếm sự độc lập hoặc tìm kiếm sự tự do thoát ra khỏi mối quan hệ cũng chỉ là việc tìm kiếm một ảo tưởng mà thôi. Thế nên, điều quan trọng là chúng ta cần phải thấu hiểu những phụ thuộc tâm lý của mình trong mối quan hệ của mình. Chỉ khi chúng ta thấu hiểu những gì ẩn tàng trong tâm hồn và con tim mình, chúng ta thấu hiểu được sự cô đơn của mình, sự trống rỗng trong tâm hồn mình, chỉ khi đó chúng ta mới có thể được thực sự tự do thoát ra khỏi sự phụ thuộc về tâm lý. Chính sự phụ thuộc về tâm lý là nguyên nhân tạo ra những xung đột, đau khổ, đau đớn và lo sợ. Người chất vấn: tại sao sự thật lại khó chấp nhận? Krishnamurti: nếu tôi nghĩ rằng mình đẹp và tôi nói với bạn rằng tôi không đẹp, có thể sự thật là tôi không đẹp. Tôi có thích thế không? Nếu tôi nghĩ rằng mình rất thông minh, rất khôn ngoan, và bạn chỉ ra rằng tôi thật sự là một kẻ ngốc, tôi có dễ dàng chấp nhận điều đó không? Tôi có thích thế không? Rõ ràng là không. Và việc bạn chỉ ra được những ngốc nghếch của tôi giúp bạn có được cảm giác hài lòng, không phải vậy sao? Nó thỏa mãn tính kiêu căng trong bạn. Nó cho thấy rằng bạn thật thông minh hơn tôi. Nhưng bạn không muốn nhìn thẳng vào sự ngu muội của chính bạn. Bạn muốn trốn chạy khỏi thực tại về bạn. Bạn muốn che giấu chính mình. Bạn muốn bao bọc sự trống rỗng trong tâm hồn mình. Bạn muốn che đậy sự cô đơn của chính mình. Bạn muốn chỉ cho người khác biết họ là ai, nhưng khi người khác chỉ cho bạn biết bạn là ai thì bạn lại không thích điều đó. Bạn tránh né những gì phơi bày nội tâm của chính mình. Người chất vấn: cho đến nay thầy cô giáo của chúng tôi rất chắc chắn và họ đã dạy chúng tôi theo lối thông thường. Sau khi lắng nghe những gì ngài nói ở đây và sau khi tham gia các cuộc thảo luận cùng ngài, họ trở nên rất bồn chồn và băn khoăn. Một học sinh sáng suốt sẽ biết cách tự dẫn dắt chính mình trong những hoàn cảnh này. Thế còn những học sinh không sáng suốt thì họ phải làm sao? Krishnamurti: các thầy cô giáo của bạn băn khoăn về điều gì? Chắc là không phải băn khoăn về việc họ nên dạy bạn những gì, bởi vì họ vẫn tiếp tục dạy bạn môn toán học, môn địa lý học, theo đúng thời khóa biểu thông thường. Đó không phải là những gì họ băn khoăn. Họ băn khoăn không biết phải cư xử với học sinh sau đây. Không phải vậy sao? Họ băn khoăn về mối quan hệ giữa họ với học sinh. Mãi cho đến gần đây, họ mới đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa họ với học sinh của mình. Trước đó, họ chỉ đến lớp, giảng bài và ra về. Nhưng giờ đây, họ lại quan tâm đến việc không biết rằng mình có khiến học sinh lo sợ khi sử dụng sức mạnh uy quyền áp đặt lên học sinh, bắt chúng phải tuân mệnh không. Họ quan tâm đến việc liệu họ có đàn áp học sinh hay khuyến khích học sinh phát huy khả năng tiên phong và giúp học sinh khám phá được thiên hướng của chúng không. Rất tự nhiên, tất cả những điều này khiến họ băn khoăn. Nhưng rõ ràng là cả thầy cô giáo lẫn học sinh đều cần phải băn khoăn. Họ cần phải tìm hiểu, khám phá. Đó chính là toàn bộ tiến trình của đời sống, từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc, không phải vậy sao? Không bao giờ ngừng lại tại một điểm nào đó và nói rằng tôi biết rồi.
một người sáng suốt không bao giờ đứng yên. Anh ta không bao giờ nói rằng tôi biết rồi. Anh ta liên tục tìm kiếm, liên tục băn khoăn, liên tục tự hỏi, liên tục dò tìm, liên tục khám phá. Ngay tại khoảnh khắc anh ta nói rằng tôi biết rồi, anh ta lập tức trở thành người đã chết. Thế nên một học sinh sáng suốt phải giúp đỡ giáo viên của mình, và giáo viên cũng phải giúp đỡ học sinh của mình. Cả hai cùng nhau giúp đỡ những học sinh thiếu sáng suốt. Đó chính là mối quan hệ trong nhà trường. Mọi người liên tục vận động, liên tục băn khoăn, liên tục tìm tòi khám phá. Có như thế, một trí năng toàn thức mới được đánh thức. Người chất vấn: nông dân phải phụ thuộc vào bác sĩ mới trị dứt bệnh tật, đây cũng là mối quan hệ phụ thuộc sao? Krishnamurti: như chúng ta đã thấy, nếu trong tâm lý tôi luôn phụ thuộc vào bạn, thì mối quan hệ của tôi với bạn được đặt trên nền tảng là sự lo sợ. Và khi nào sự lo sợ còn tồn tại thì khi đó không bao giờ có sự độc lập trong mối quan hệ. Vấn đề giải phóng tâm hồn thoát ra khỏi những lo sợ là một vấn đề rất phức tạp. Bạn biết không, điều quan trọng không phải là người ta nói gì trong khi trả lời tất cả những câu hỏi này, mà điều quan trọng là bạn cần phải khám phá cho chính mình. Bạn cần phải liên tục khám phá tìm hiểu sự thật là gì. Điều này có nghĩa là bạn cần phải được tự do, không bị mắc kẹt bởi bất kỳ một đức tin nào hoặc một hệ tư tưởng nào cả. Chỉ có việc tạo ra khả năng tiên phong và đem đến cho bạn sự sáng suốt, một trí năng toàn thức. Việc bạn lấy làm hài lòng với một câu trả lời nào đó chỉ khiến tâm hồn bạn thêm cùng lục mà thôi. Vì thế, điều quan trọng là bạn đừng để mình dễ dàng chấp nhận. Bạn cần phải tự mình thẩm tra, tìm hiểu toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống này.